Vâng, thời gian qua thì rất nhiều người, rất nhiều bạn hỏi mình làm sao để sửa chữa được một chiếc TV Samsung, một chiếc TV một bên màn hình bị tối như này và một bên thì ảnh bình thường. Vậy thì sửa chữa làm sao và cách thay thế như thế nào cũng như cung cấp những bộ nét sửa lỗi cho những chiếc TV bị tối màn hình như thế này như thế nào thì video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn sửa chữa chúng một cách đơn giản hiệu quả. Sau khi mà mình gỡ được cái tấm dẫn sáng ra rồi thì tôi sẽ quay gần để quý vị các bạn biết được. Đây là cái bộ nét của nó. Đây là nét viền. Đây nét viền nhá. Các bạn xem nó cháy rất nhiều này. Nó cháy nổ như này. Đấy, nó cháy hết như này. Thì lúc này các bạn sẽ cần lấy thay tay này. Các bạn sẽ rút cái rắc này ra. Rút cái rắc này ra của mình. Và ở bên đây cũng thế này. Nét nền này, đây là nét viền này, nó có hai thanh. Các bạn sẽ rút rắc ra của mình. Các bạn xem nó cháy hết như này. Đấy. Và quý vị các bạn xem ạ, sau khi mà mình đã thay bộ nét mới lên TV thì chiếc TV của quý vị các bạn đã hoạt động trở lại bình thường. Các trường hợp này của khách hàng ấy là để chiếc TV quá lâu và các bạn không chịu sửa ngay. Đây. Với khách hàng sử dụng chiếc TV này thì mình các bạn xem tại sao chất lượng hình ảnh nó không được đẹp như ban đầu. Là bởi vì chiếc TV của quý vị các bạn là để quá lâu không sửa. Chính như vậy mà nó gây ra cái hiện tượng là bị cháy tấm dẫn sáng lên màn hình. Chính là vậy mà cái tấm dẫn sáng khi mà lắp vào nó bị giòn, nó gãy và các bạn xem nó sẽ để lại vết và để lại những vết ố đen. Thì cái trường hợp này đúng ra phải thay một tấm dẫn sáng mới, nhưng mà khi mà thay cái tấm phản quang dẫn sáng mới thì chi phí rất là đắt. Chính như vậy mà nhiều khách hàng thì tận dụng chúng là để xem tạm, còn đúng ra phải thay cả cái tấm dẫn sáng mới thì chiếc TV của quý vị của bạn hoạt động trở lại bình thường. Vậy thì khi mà chiếc TV của quý vị ở chẳng may nó hỏng thì các bạn cần làm gì? Thứ nhất, các bạn cần phải mua những bộ nét mới này để các bạn thay luôn. Thứ hai nữa là nếu các bạn không có điều kiện để mua hoặc là các bạn không thể thay được thì các bạn liên hệ với trung tâm bảo hành, liên hệ với trung tâm sửa chữa để quý vị các bạn sửa luôn, thì chiếc TV của bạn nó không bị ảnh hưởng đến cái bộ phận phía sau, thì chiếc TV của quý vị các bạn sẽ bền và ảnh sẽ đẹp hơn, nó không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh quý vị và các bạn nhé.